317天. Ngày 317. Cảm ơn nhé. Hay là các cháu vào trong quán ngồi đợi đi. Hãy nghe và nhắc lại. 谢谢啊. 要不你们进店里坐着等吧. Xia. Xia. A. Yao. Bu. Ni. Men. Jin. Dian. Li. Zuo. Zhe. Deng. Ba. 谢谢啊，要不你们进店里坐着等吧。 谢谢啊，要不你们进店里坐着等吧。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mới lái được chỉ đã xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên mà sẵng liên xỉ. Số lượng. Sủ lẻng. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. Toán y tiền càng khó khăn. Mặc lên trắng may không vừa người thì làm thế nào? Chuan sang áo vải y bù hợp thân giống mà bản. Độ dài rất hợp với em. Tráng tủ hấn sự hứa nỉ. Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng. Chỉ sáo yào 19.000 Việt Nam tuần. Buồn cười quá. Hào hào xào. Đi trả tiền. Chỉ phủ chén. Hai bạn. Nì mân lẻ. Nì mân lẻng cửa. Tổng công ty cử đến. Tổng công sư phải lái. Làm người khác rất dễ chịu. Rằng rấn hẳn su phủ. Ông chủ. Lão bản. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chư. Chậm. Mạn. Không sao, không có việc gì. Mấy sợ. Mấy sử. Không gấp, không vội. Bù chí. Không sao. Mấy quan chỉ. Nếu không thì. Yào bù. Ngồi đợi, ngồi mà đợi. Zuo zhe deng,